Lộ diện 5 vị mãnh tướng xuất chúng nhất lịch sử Việt Nam. Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng, quả là truyền thống kiên trung và đoàn kết của quân và dân Việt Nam đã được hun đúc từ rất lâu. Nếu Tam Quốc có Ngũ Hổ tướng, Phò Trợ Lưu Bị và Thục Hán, thì ở Việt Nam cũng có 5 vị tướng vang danh lịch sử với những chiến công hiển hách, những con người vừa có tâm vừa có tầm, góp phần quan trọng vào các cuộc kháng chiến thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Vậy họ là ai? Hãy cùng D2T điểm qua 5 vị mãnh tướng giỏi nhất lịch sử Việt Nam ngay sau đây nhé! Một, Ngô Quyền, vị vua đứng đầu các vua, là vị tổ trung hưng của Việt Nam. Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944, sinh ra và lớn lên tại Đường Lâm, nay là Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ông được biết đến với danh xưng Tiền Ngô Vương, vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử của Việt Nam. Là một mãnh tướng tài giỏi và mưu lược, nên Ngô Quyền đã được Dương Đình Nghệ trọng dụng và dẫn dắt. Đến năm 937, Dương Đình Nghệ đã bị ám sát bởi Kiều Công Tiễn, nên Ngô Quyền đã đem quân đi đánh. Vì quá sợ hãi nên Kiều Công Tiễn đã cầu cứu nhà Nam Hán. Đến năm 938, Ngô Quyền đã giết chết Kiều Công Tiễn và chiếm thành Đại La. Cũng trong năm 938, ông lãnh đạo quân ta đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Vào nhân lúc thủy triều lên xuống, Ngô Quyền đã cho đóng cọc gỗ bịt sắt dưới dòng sông, chuẩn bị chờ giặc xa lưới. Kết quả, quân Nam Hán thất bại tan nát. Tướng Lưu Hoàng Tháo cùng với hơn nửa binh lính của mình đã bỏ mạng. Khúc khải hoàn rực rỡ sau đại thắng Bạch Đằng Giang trở thành tổ trung hưng thứ nhất, như lời đánh giá của chí sĩ Phan Bội Châu. Chủ tướng Ngô Quyền đã đưa quân về Cổ Loa Định Đô, xưng vương, mở nước, chính thức khép lại thời đại hàng nghìn năm Bắc thuộc, đồng thời mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ cho lịch sử dân tộc Việt cho đến tận bây giờ. 2. Lý Thường Kiệt và chiến công lừng lẫy trên dòng sông Như Nguyệt. Lý Thường Kiệt sinh thời trong bối cảnh Đại Việt bị kìm kẹp giữa liên minh Tống, Chiêm. Giang sơn đất nước có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Thế nhưng sự xuất hiện của ông vào đúng thời điểm lịch sử này không chỉ giúp giang sơn Đại Việt được giữ vững, mà những cuộc tấn công Bình Chiêm, Phạt Tống lừng lẫy của ông cũng khiến cho bờ cõi ta được mở mang. Chiêm Thành quy phục, Tống triều đều phải nể sợ. Năm 1061, kho người Mường ở biên giới Thanh Hóa, Nghệ An quấy rối, Lý Thường Kiệt được lệnh đi dẹp loạn. Đáng nể phục là chủ trương không dùng bạo lực mà cố gắng thu phục nhân tâm của ông, giúp ổn định trên dưới vùng biên giới phía Nam. Lý Thường Kiệt là tướng lĩnh có tư tưởng quân sự vô cùng táo bạo và thần tốc, ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của giặc. Hơn nữa, ông còn chỉ huy quân đội đánh chiếm hai châu Khâm Liên trong thời gian ngắn, hạ thành Ung Châu của giặc Tống, phá tan các vị trí tập kết quân và lương thảo chuẩn bị xâm lược nước ta. Năm 1064, vua Chiêm Thành là chế củ liên minh với nhà Tống tiến đánh Đại Việt. Lúc này, vua Lý Thánh Tông dẫn 5 vạn quân theo đường thủy đánh chiếm Chiêm Thành. Lý Thường Kiệt được cử đi làm tướng tiên phong. Tướng tiên phong Lý Thường Kiệt đã cho quân tiến đến đánh bại quân Chiêm, thừa thắng tiến thẳng vào kinh thành, khiến vua Chiêm phải đầu hàng và dâng ba châu cho Đại Việt. Sau chiến công này, ông được phong Phụng Quốc Thượng Tướng Quân, tước Khai Quốc Công. Không lâu sau lại được thăng lên Thái Úy, nắm toàn bộ binh quyền của cả nước. Đến tháng 4 năm 1076, Lý Thường Kiệt rút quân về lập phòng tuyến trên sông Cầu. Tại khúc sông Như Nguyệt thuộc phòng tuyến này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông đã sáng tác ra bài Nam Quốc Sơn Hà để cổ vũ tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân dân ta. Bài thơ bất hủ khẳng định chủ quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng của Tổ quốc, được xem như là một bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất của nước ta. Đến năm 1077, tướng Tống Quách Quỳ dẫn 30 vạn quân tiến đánh Đại Việt, trong đó có 10 vạn quân chủ lực và 20 vạn phu phen. Lý Thường Kiệt xuất sắc chỉ huy toàn bộ quân Đại Việt bước vào cuộc chiến bảo vệ Giang Sơn, dùng quân chủ lực chặn đánh Tống tại sông Như Nguyệt. Đây là con sông kéo dài chắn ngang đường tiến xuống phía Nam. Ông đã tính toán cả, quân Tống không còn thủy binh thì sẽ khó qua sông. Quách Quỳ chờ thủy binh không được, đánh tự đóng thuyền rồi cho quân vượt sông. Nhưng lần nào cũng bị đánh bại, phải ra lệnh không vượt sông nữa, cố thủ chờ thêm viện binh. Từ đó, ông cho quân chờ cơ hội chín muồi mới vượt sông đánh Tống và thắng lớn. Lúc này, quân Tống bị tiêu diệt quá nửa, lương thực cạn kiệt. Lý Thường Kiệt liền cho người mang thư tới Nghị Hòa. Quân Tống quá tuyệt vọng nên đồng ý và rút quân về nước. Cuộc chiến của Lý Thường Kiệt và quân dân Đại Việt đại thắng đập tan ý chí nam tiến của quân Tống, khiến nhà Tống từ đó không dám bén mảng đến giải đất phương Nam nữa. Không dừng lại ở đó, vào năm 1104, vua Chiêm Thành lấy đế chế Mana lại cả gan đem quân tiến đánh, chiếm lại các vùng đất mà vua chế củ đã nhượng lại cho Đại Việt trước đây. Lý Thường Kiệt dù tuổi đã già,
đã 86 tuổi, vẫn cố gượng dậy, đưa quân về phía Nam đánh bại quân Chiêm Thành, khiến đế chế Mana lại phải nộp lại đất cho Đại Việt. Sau chiến công này, sức khỏe của ông giảm nhiều do tuổi già. Một năm sau thì mất. Đây là một con người tuấn kiệt, uy danh lừng lẫy, không chỉ mang lại vinh quang cho dòng họ Ngô mà còn là phúc tinh của nước Nam này nữa. Trong thời điểm khó khăn nhất, thiên tượng đã để ông giáng sinh ở nước Nam để có thể ghi lại dấu ấn lịch sử cho con dân Đại Việt. 3. Trần Hưng Đạo, vị tướng Việt từng khiến đế chế quân Nguyên Mông e sợ. Hơn 700 năm trước, từ châu Á sang châu Âu, các quốc gia và các dân tộc đều phải kinh hoàng nằm dưới chân vó ngựa quân Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn và các con của ông lãnh đạo. Đội quân ấy mạnh tới mức có thể đánh bại bất cứ đội quân đông đảo nào, chiếm cả nước Kim Hùng Mạnh, nước Liêu Thiện Chiến, nước Tống rộng lớn và giàu có, nhưng lại thất bại trước nước Đại Việt nhỏ bé này, chỉ khoảng 4 triệu dân. Thắng lợi vẻ vang này đến từ dân tộc Việt hào hùng, kiêng cường, bất khuất, triều đại của những vị vua anh minh và là nhờ một vị mãnh tướng trung dũng đại tài với tài điều binh khiển tướng kiệt xuất là anh hùng dân tộc lẫy lùng thời kỳ đó, là quốc công Tiết Chế, không ai khác chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vị tướng giỏi nhất lịch sử Việt Nam và là một trong 10 vị tướng giỏi nhất thế giới vì đã lãnh đạo quân Đại Việt chống lại đại quân mạnh nhất lịch sử thời đó. Mà trên thế giới từ Thái Bình Dương đến tận bờ địa Trung Hải, khắp châu Á, châu Âu, chưa có một đất nước nào, một danh tướng nào có thể chống cự lại. Trần Hưng Đạo là một người có tài quân sự tài tình, đã 3 lần đại phá quân Nguyên Mông khi tấn công Đại Việt, là con của thân vương An Sinh Vương Trần Liễu và là cháu nội của Trần Thái Tổ. Ông có một mối quan hệ mật thiết với hoàng tộc của họ Trần và vua Trần Nhân Tông gọi ông bằng bác. Năm 1257, ông là đại tướng chỉ huy các lực lượng biên giới đánh quân Mông Cổ xâm lược. Đến tháng 10 âm lịch năm 1283, nhà Nguyên lại dọa đánh Đại Việt lần hai. Hưng Đạo Vương được phong làm quốc công Tiết Chế, thống lĩnh quân đội của cả nước. Ở cương vị này, năm 1285, ông đã lãnh đạo quân sĩ chặn đứng đội quân xâm lược, phản công mạnh mẽ, phá tan quân Nguyên trong các trận Hàm Tử, Trương Dương, Trường Yên, Vạn Kiếp, khiến quân Nguyên phải rút khỏi biên giới. Đến lần thứ 3 vào năm 1288, quân Nguyên tiếp tục dã tâm và xâm lược Đại Việt. Hưng Đạo Vương đã áp dụng thành công chiến thuật của Ngô Quyền, đánh bại hoàn toàn thủy quân nhà Nguyên do các tướng Phàm Tiếp và Ô Mã Nhi chỉ huy trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng, buộc quân Nguyên lại phải rút về nước và vĩnh viễn từ bỏ tham vọng thôn tính phương Nam của họ. Vào tháng 4 năm 1289, ông chính thức được gia phong làm Đại Vương, để lại cho đời các tác phẩm kinh điển như Hịch Tướng Sĩ, Bình Thư Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, đặt nền móng cho nghệ thuật quân sự Việt Nam kể từ thời Trần đến ngày nay. 4. Quang Trung Nguyễn Huệ, vị hoàng đế bách chiến bách thắng. Nguyễn Huệ còn được biết đến là Quang Trung Hoàng đế hay Bắc Bình Vương, là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, một trong những vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc. Nhà cai trị tài giỏi hàng đầu lịch sử Việt Nam với nhiều cải cách kinh tế, xã hội nổi bật, giúp nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phát triển cường thịnh. Là một tay thiện chiến, hành quân chấp nhoáng, đánh đâu thằng đó, anh em Nguyễn Huệ đã chấm dứt cuộc nội chiến căng thẳng của Trịnh Nguyễn trong cuộc chiến Tây Sơn, giúp nhân dân thoát khỏi lầm than, cơ cực. Nhờ đó Giang Sơn được thống nhất, Nguyễn Huệ nhanh chóng trở thành vị tướng trụ cột của vương triều nhà Tây Sơn. Khi mà vua Thái Đức đang phải lo củng cố xây dựng triều đình, thì Nguyễn Huệ chính là người trao cầm quân đánh đông dẹp bắc. Và năm 1788, vua Càn Long đưa 20 vạn quân Mãn Thanh sang đánh nước ta. Quang Trung kéo 10 vạn quân thần tốc ra bắc đón địch. Quân Thanh bị đánh bại thê thảm, xác người chất cao hơn núi tại trận Ngọc Hồi Đống Đa, đa số còn lại bỏ chạy cũng bị truy sát gần hết. Lịch sử Việt Nam ghi nhận Quang Trung chưa từng thất bại trong cuộc chiến nào cả. Tất cả những chiến thắng vang dội của quân Tây Sơn đều gắn liền với tên tuổi của vị tướng trẻ tài ba này. Đáng tiếc, ông mất sớm ở tuổi 39, để lại sự nghiệp còn dang dở, nỗi mất mát lớn của nước nhà. 5. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của thời đại Hồ Chí Minh, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Các vị tướng đạt đến bậc đại danh tướng trong lịch sử dân tộc đó là Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Huệ. Và đến thế kỷ 20, trong thời đại Hồ Chí Minh, mẫu mực thứ tư mà để hợp thành tứ đại danh tướng Việt Nam đích thị là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu như trong bộ ba tướng thời Trung Cổ, vị quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo đã được nhân dân suy tôn thành Đức Thánh Trần, thì ở thế kỷ 20, đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng với đại võ công Điện Biên Phủ đã được tôn vinh là vị tướng huyền thoại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp chỉ huy và thành lập quân đội nhân dân Việt Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Ông cũng đã ra nhiều quyết định quan trọng
Trong đó có quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm tướng của mình là chuyển phương châm chiến dịch Điện Biên Phủ từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Quyết tâm tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ đã gây chấn động cả thế giới, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lập lại hòa bình ở miền Bắc nước ta. Đại tướng đã cùng quân dân Việt Nam đánh bại đế quốc Mỹ và chính quyền Tay Sai, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vào năm 1972 và chiến thắng vĩ đại vào mùa xuân năm 1975. Đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông đã buộc nhiều viên đại tướng của Pháp, Mỹ phải hứng chịu thất bại thê thảm ở Việt Nam. Đây không chỉ là chiến công lẫy lừng của quân và dân ta, mà còn là sự kiện nổi bật trong lịch sử chiến tranh ở thế kỷ 20, giúp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh xếp hạng một trong số 10 vị tướng vĩ đại nhất lịch sử thế giới. Ông là vị tướng duy nhất không qua huấn luyện quân sự nào mà đánh bại được cả hai cường quốc xâm lược là Pháp và Mỹ. Đại tướng mất vào ngày 18:09, ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội, hưởng thọ 103 tuổi với sự thương tiếc của người dân Việt Nam cũng như thế giới. Những danh tướng của Việt Nam không chỉ giỏi chiến lược quân sự mà còn được nhân dân yêu thương bởi tấm lòng thương dân như con của mình. Còn bạn nghĩ sao về điều này? Bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!